cảm giác của Hậu á mọi người, khi mà dùng chiếc máy mà không có chiếc hộp này nè, nó rất là ồn, nghe chói tai lắm. Nhưng mà đẩy chiếc hộp vào thì nó vẫn ồn thôi, nhưng mà nó sẽ êm tai hơn. Và nguyên nhân mà máy ồn như vậy á là do lực xoay mạnh đó mọi người. Xin chào mọi người, hôm nay Hậu sẽ giới thiệu đến mọi người một chiếc máy xay sinh tố đến từ nhà Haferler, một thương hiệu đến từ Đức. Mọi người có thấy chiếc máy này có vẻ cồng kềnh và khác hơn so với những chiếc máy xay bình thường đúng không nào? Tại vì chiếc máy này có khả năng chống ồn cũng như là hút chân không để chống oxy hóa và giữ lại các dưỡng chất trong rau củ và trái cây. Bỏ chiếc hộp chống ồn ra thì nhìn cũng giống như những chiếc máy xay khác thôi. Máy có duy nhất một cối xay chính bằng nhựa và thêm vào đó là một thanh đẩy khuấy nguyên liệu để hỗ trợ máy xay đều hơn. Mọi người có thấy là máy có thiết kế trông rất hiện đại đúng không? Nó còn được trang bị một chiếc bảng điều khiển cảm ứng rất sinh động. Các chế độ được biểu thị rõ ràng: bật, tắt, xay tổng hợp, sinh tố, tốc độ chậm, tốc độ cao, xay nhồi. Nhìn từ xa mình cũng dễ dàng nhận biết được. Bình thường á nha, là Hậu thấy đa số các máy xay sinh tố là chỉ có núm vặn hoặc là nút nhấn thôi, chứ ít có máy nào mà có bảng điều khiển cảm ứng lắm. Đặc biệt hơn nữa, như mọi người cũng thấy là nó còn nhiều chế độ khác nhau, chứ không chỉ là tốc độ 1-2 nhồi đâu nha. Điều này sẽ giúp cho mình có thêm nhiều sự lựa chọn và linh hoạt hơn trong việc sử dụng. Máy cho chúng ta thêm một lựa chọn là chế độ xay tổng hợp, nên mình có thể xay rau củ các thứ đều được luôn. Ví dụ mình có thể xay cháo cho bé ăn dặm chẳng hạn. Với lưỡi dao inox 4 cánh có răng cưa như thế này thì nó sẽ làm nhuyễn thực phẩm một cách nhanh chóng. À, ở chế độ xay tổng hợp á, thì máy còn tích hợp thêm tính năng là hút chân không để giúp cho đồ ăn không bị oxy hóa, xỉn màu và mất đi chất dinh dưỡng. Khi nhấn nút bắt đầu thì máy bắt đầu hút chân không khoảng 50 giây rồi bắt đầu xay. Ở chế độ xay tổng hợp thì cứ sau 8 giây hoạt động máy sẽ nghỉ 2 giây. Máy có màn hình hiển thị thời gian nên Hậu mới biết chính xác vậy đó. Nếu như mà các bạn dùng chức năng hút chân không á thì các bạn nhớ ấn nút xả khí ở đây nha, rồi sau đó mới mở nắp ra được. Và chỉ có chế độ xay tổng hợp thì mới có chức năng hút chân không thôi, còn chế độ xay sinh tố thì không có đâu nha. Bây giờ Hậu sẽ thử tài với chiếc máy này bằng việc xay sinh tố dâu, chuối và mầm sồi tím. Cho hết nguyên liệu vào cối rồi bắt đầu xay. À, Hậu lưu ý với mọi người việc này nha, đó là khi mình sử dụng á thì phần nắp máy và phần thân máy phải đóng đúng khớp thì máy mới có thể hoạt động được nha. Lúc máy hoạt động thì phải nói khá là ồn đó mọi người. Độ ồn khi có và không có hộp chống ồn cũng không có chênh lệch nhiều lắm. Cảm giác của Hậu á mọi người, khi mà dùng chiếc máy mà không có chiếc hộp này nè, nó rất là ồn, nghe chói tai lắm. Nhưng mà đẩy chiếc hộp vào thì nó vẫn ồn thôi, nhưng mà nó sẽ êm tai hơn. Và nguyên nhân mà máy ồn như vậy là do lực xoay mạnh đó mọi người. Và cách hoạt động của nó là xoay tốc độ cao 5 giây và ngừng 2 giây. Với kiểu xay này thì máy sẽ trộn đều nguyên liệu, từ đó giúp xay nhuyễn hơn. Bình thường ở nhà mình xay sinh tố thì mình phải bấm bật tắt, rồi sau đó nguyên liệu sẽ được dồi lên dồi xuống. Nhưng mà ở đây là máy tự động có khoảng nghỉ luôn. Đối với món sinh tố dâu, mâm xôi tím, chuối, Hậu thấy đâu đó tầm 20 giây thôi thì nó đã nhuyễn rồi. Hậu thấy sinh tố mịn nha mọi người, không có bị lợn cợn đá đâu. Ở đây là mình xay sinh tố dâu nên vì vậy nó sẽ có những cái hạt li ti ở bên ngoài vỏ thôi. Cơ mà máy này xay chưa tới 1 phút luôn mà đã nhuyễn như vậy là nhanh rồi đó. Chứ những máy khác là xay nhuyễn thì phải tầm 2 phút. Mà máy của mình đó nha là còn có chức năng nhồi nữa. Biết mẹo là gì không? Để vệ sinh máy đó mọi người. Muốn sử dụng thì mình nhấn giữ vào ha, thả ra thì máy sẽ ngừng đó nha. Ngoài các chương trình có sẵn thì máy còn có hai chế độ nữa, đó chính là cao và chậm. Khả năng xay rất khác nhau nên tùy vào nhu cầu của mình mà chúng ta có thể lựa chọn nha. Đối với những bạn mà đã ngán ngẩm với tiếng ồn của những chiếc máy xay sinh tố thì mình có thể tham khảo dòng máy này của hãng Haferler nhé. Bên cạnh đó, những bạn nào đang tìm kiếm một chiếc máy xay sinh tố hiện đại, nhìn sang sang để phù hợp với cách trang trí bếp nhà mình thì đây cũng là lựa chọn phù hợp với bạn đó. Mà nói gì nói chứ một chiếc máy xay sinh tố mà có lực xay mạnh mẽ như thế này thì chiếm cảm tình của rất nhiều bạn đúng không nè. Đá, rau củ đều có thể xay sinh tố nhuyễn mịn hết luôn. Và gia đình nào mình ưng ý muốn rinh về thì có thể tham khảo đường link bên dưới nha. Video ngày hôm nay đến đây là hết rồi, và nếu như các bạn yêu thích thì hãy like và subscribe cho kênh Điện Máy Xanh nha. Còn bây giờ, Phí Hậu xin chào và hẹn gặp lại.